Giờ này mà hai cha con nó còn chưa về nhà nữa hả? Dạ đâu cũng vậy còn bị lừa nữa là sao? Nói nó là đi theo dõi giùm. Rốt cuộc nó biến mất tiêu luôn vậy đó. Hai cha con về đây biết tại tôi. Thôi kệ đi, mặc kệ, mặc kệ kẻ bội tình và tên đồng phạm đi ha. Đi đi, đi cho đã đi, đã nơ đi ha. Tôi ngủ, tôi ngủ, tôi lấy sức nghe, tôi lấy sức, tôi lấy sức là ngày mai đó tôi hành động, biết chưa? Hùng nè. Con hả? Dạ. Con cũng hay quá ha. Con phản bội má phải không? Má đâu có về. Má nhờ con giúp má, ai vậy cũng biến luôn vậy đó Hùng. Con khai mau đi. Con đi đâu, con làm cái gì? Con tiếp tay với ổng đúng không? Con làm đồng minh với ổng đúng không? Má điện thoại tĩnh. Con tắt, tin má nhắn của con má nhắn mà không, con không trả lời. Má, má bình tĩnh. Má sức bình tĩnh đừng manh động. Ba. Ba có mẹ. Hả? Trời Phật ơi, thấy chưa Hùng, má nói rồi mà, đúng là như vậy, con biết rồi phải không? Chuyện này ai cũng biết, chuyện của mình má không biết đúng không? Má sống trong hạnh phúc ảo mà má tưởng đâu má sống hạnh phúc thiệt. Trời ơi là trời. Con đó là ai? Con đó là con nào? Con nói liền cho má biết đi. Con đó là con nào? Con mèo. Mèo nào? Một con mèo như má nghĩ đó. Mèo quang trên mái ngói. Hả? Má bình tĩnh, má bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, đừng manh động. Rồi. Con cái vụ này đó, má không biết con mèo là con mèo nào á, nó kêu ngoe 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 ở đâu á, thì má phải cần gặp ba. Ha. Má phải cần gặp ba để ba nói cho má biết đó là con mèo nào ha. Con chọc má cho má chết đúng không? Ba mẹ đâu đây? Giờ này ổng chưa có về. Ổng đang đi theo con mèo. Mèo quang trên mái ngói. Dạ đúng. Tội nghiệp má quá. Má thôi để như vậy con. Thôi má. Má khổ quá. Má ơi, hôm nay giờ con làm ảo thuật nha má. David Copperfield nhập con nha. Khổ quá con. Má bình tĩnh. Con ảo thuật cho ba về với má nha. Má chết quá Hùng ơi. Ba sẽ về với má, con ảo thuật nha. Má nhìn con nè. Úm ba la ba trở về. Úm ba la ba trở về. Úm ba la ba trở về. Úm ba la. Pam pam pam. Pa pa pa. Chẳng thấy đâu. Nên. Ủa ba đâu rồi? Ba, ba vô đây. Bắt mẹ của ba. Ba đi đâu vậy? Ba đi đâu? Tìm ba cũng chết luôn à. Ba đi chặn mồ hôi. Chặn mồ hôi nãy lúc mà kia mồ hôi quá trời. Ướt nhẹp mặt mày trơn. Ba về nhà má. Ông đi đâu? Mận. Lần đầu tiên ba tỏ tình với má, ba cũng nói nó lẹo gì hả ba? Lẹo gì đó. Mà nó quan trọng là nó có cái này.
những hành tung bí ẩn, nghe điện thoại mà giấu giấu má không? Tại vì á, ba muốn chuẩn bị thật là chu đáo cái ngày trọng đại này, 35 năm kỷ niệm ngày cưới của ba má. Ba biết không, tội nghiệp ba lắm, hồi nãy ba về sớm hơn 12 giờ. Thế là ba với con á trốn ở ngoài cục nóng, nó lạnh nóng quá trời luôn. Hai cha con nó chảy mỡ gần chết luôn vậy đó. Tội nghiệp ba lắm má. Thiệt là mấy hôm nay má cũng có lo ghen tuông, sợ ba không có bồ ở ngoài. Dạ. Cho nên là cũng quên để ý cái ngày, cái ngày kỷ niệm ngày cưới. Dạ. Má còn lo cũng đúng á. Dạ. Ba có mẹ ở ngoài. Ba có mẹo kìa má ơi. Không, con mèo này 35 năm rồi đêm nào cũng nằm kế bên tôi kêu má đó. Mày già rồi mà còn giống tôi. Ôi kỳ lắm nha, con gái nó ghét là thương, phụ nữ nói thương là thương lắm lắm luôn á. Hồi nãy á là má ước rồi, bây giờ tới ba ước nha. Con tắt đèn ha. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng. Trời ơi, đứa nào mà ăn xin cơm chét đây vậy trời. Tao bắt được tao quánh chết. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Mắt anh xanh vì em. Ê, sao hôm nay buồn dữ cưng? Gì vậy? Chị sáng sớm ra mặt méo mặt dài. Đứa nào? Đứa nào ăn hiếp em nói chị xử đẹp giùm cho. Em đang rầu thúi ruột luôn đây nè chị. Thì nhìn cái mặt mày chảy xệ vậy ai không biết mày đang rầu thúi ruột nhưng mà còn nói nữa. Mà chuyện gì nói đi chị giải quyết cho. Mày chát lần nào mà gặp nào nó sợ thành với mày phải không? Được, mày chọc nó chát đi. Chị đâu, cái này tao thấy ngoài chợ người ta bán quá trời. Chỉ cần thiếu tiền mua phải không? Chỉ cần nửa tháng lương thôi là em đã mua được cái đầm này rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy bà? Cái đầm này người ta đầm hiệu đó. Một tháng lương của tôi không biết đủ mua chưa, ở đó nửa tháng. Hiệu hả? Ừ. Mày nói làm sao chứ tao thấy ngoài chợ nó bán đầy á. Hiệu gì mà hiệu. Trời ơi, thiệt á, tôi khổ ghê á. Bởi vậy nói chuyện với lại mấy người không có am hiểu thời trang giống như là hả nói chuyện với lại đàn gãy tay trâu vậy đó. Giống như là hả cho bò mà nghe la vô vậy đó. Con này. Ủa sao giận như vậy? Vậy thì mày ngồi đi mày coi đi. Mày coi cái đầm thời trang gì của mày đi ha. Còn bò đi nghe la vô nè, bao giờ nhận làm chị em của tôi nữa, nghe chưa? Cái này cho cũng thèm xí. Trời 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 ơi, ngu ghê cái miệng hại cái thân mà. Để vui vui ngồi mượn tiền mua là được rồi. Tự nhiên làm người ta giận bỏ đi luôn à. Giờ không biết sao nữa. Trời ơi, đẹp quá à má ơi. Châu. Sao? Chị. Sao vậy chị? Châu, làm gì nhìn em dữ vậy? Trời đất ơi, trời ơi, sao anh gần chị coi. Trời đất ơi, sao hôm nay bận đồ đẹp quá vậy cưng? Trời ơi, làm hết hồn, tưởng chuyện gì. Bộ đồ đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp. Bữa nay á, bạn em á tặng cho em á ở bên Hồng Kông á. Trời ơi, hàng gì chị mới nhìn một cái là chị biết hàng hiệu liền luôn. Trời ơi, biết nè.
Đâu? Trời ơi, má thì đâu má luôn á cưng. Đẹp ha? Ơi, đẹp dễ sao đẹp luôn. Em bận em còn thấy đẹp không? À, trời ơi, tôi chết rồi. Gì nữa vậy bà? Tôi chết rồi em ơi. Cái gì? Nói em bị gì vậy? Trời ơi, cái da mặt sao nó mịn quá vậy nè. Phải vấn gì mà đẹp quá vậy em? Trời ơi, làm hết hồn, khi mà làm chậm chậm quá nội. Không, nó đẹp quá, chị chịu không nổi, chị xin lỗi. Nay thấy bà hơi ngộ ngộ nha, hơi lạ lạ nha. Có gì không? À... có đặt đầu té một tháng đâu không? Sao tự nhiên nay tốt lành gì khen em từ đầu đến đuôi vậy? Đâu có đâu cưng, chị thấy đẹp thì chị khen đẹp thôi, chứ đâu có gì đâu. Đẹp... có gì nói thẳng đi. Nghi lắm, cái mặt là gian 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 lắm. À, chị nói thẳng nha. Em cho chị mượn tiền đi. Trời ơi, biết thế nào cũng vậy à. Đi, cho chị mượn thôi, chị khó khăn lắm, chị mới nhờ tới em chứ bộ. Châu, 1 triệu à. Chị biết 1 triệu đối với em đâu là gì đâu. Em xài hàng hiệu không à, đúng không? Thiệt đó Châu ơi, em biết không, chị khó khăn thiệt luôn á. Nhưng mà em có cho chị mượn á, em cũng đừng nói với ai biết ha Châu. Trong công ty này á, chị tin có mình em mà. Trong công ty này chị không có tin ai hết trơn á đó, chị mắc cỡ lắm. Chịu đúng không? Chịu. Ờ, để em cho chị mượn. Hèn chi mất 1 triệu. Đâu, chịu đâu. Làm gì có đây bà nội. Chứ xuống sao? Dưới đi. Em đem hồ sơ xong rồi chút đem xuống cho. Trời ơi, Châu ơi. Trời ơi, chị thương em quá à không ạ. Trời ơi, chị đừng xin chị nha. Em xin chị nha. Con cái mặt đi mệt. Cảm ơn em. Tự nhiên nghe khen chi. Tốt 1 triệu. Trưa em ăn bánh đi, đừng có để đói đau bao tử á. Em yên tâm đi, cái này không có ngọt nên không có sợ mập đâu. Không biết hôm nay Sài Gòn có đổ tuyết không nữa. Ăn đi em. Em cảm ơn chị ạ, nhưng mà bây giờ em không đói lắm hay thôi à. Để lát em lên rồi buổi chiều khi nào em đói em ăn. Thôi em ăn là chị vui rồi. Nhớ ăn nha. Dạ. Chị đi nha. Chết cha. Sao tự nhiên hôm nay chị tốt với mình như thế nhỉ? À, thật ra chị có chuyện này muốn nói với em, mà nó hơi bị khó nói. Chị cứ tự nhiên chị nói đi em nghe ạ. Em cho chị 1 triệu được không?